Sáng nay 23 tháng 9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Cho ý kiến với chuyên đề giám sát việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia tại phiên họp chuyên đề sáng ngày 23 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị đoàn giám sát tập trung đánh giá việc xây dựng khung khổ pháp lý triển khai, có hay không việc trục lợi chính sách. Về việc lựa chọn chuyên đề giám sát này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Quốc hội tiến hành giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về 3 chương trình mục tiêu quốc gia ngay trong quá trình triển khai, chứ không phải hậu kiểm như nhiều chuyên đề giám sát khác. Qua theo dõi tổng thể, Chủ tịch Quốc hội nhận thấy việc triển khai thực hiện 3 chương trình còn chậm. Trong khi đó, trước đây, khi triển khai nhiều chương trình mục tiêu quốc gia khác đều thực hiện khung khổ pháp lý triển khai trong năm cuối nhiệm kỳ trước, nên đến đầu nhiệm kỳ sau đều cơ bản hoàn tất công tác này. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Thường trực Đoàn Giám sát và Tổ giúp việc khẩn trương tiếp thu các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là những gợi mở cụ thể của Chủ tịch Quốc hội, qua đó sớm hoàn thành kế hoạch chi tiết và đề cương báo cáo phục vụ Hội nghị Toàn quốc về triển khai giám sát của Quốc hội năm 2023 vào ngày 27 tháng 9 năm 2022. Xung quanh vấn đề nợ động của các chương trình, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, qua giám sát cần làm rõ tình hình giải quyết và các kiến nghị chính sách cụ thể, rõ ràng, nêu rõ kinh nghiệm giải quyết nợ động ngay từ khâu điều phối các nguồn lực của chương trình hiện nay.